Hi, xin chào các bạn, đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì hiện tại á, Pixelmon Reforged đã có bản cập nhật 8.0.2 rồi nha các bạn ơi. Đó, và mình cũng đã cập nhật cho cái gói mod của mình rồi nè. Đây, sẵn tiện thì mình cho các bạn coi luôn. Cái bản cập nhật này thì nó mới phát hành cách đây không có lâu đâu. Đó. Đây, Pixelmon 8.0.2 nha. Nó đã cập nhật thêm cái gen thứ 8 rồi và có thêm khá là nhiều Pokemon mới đó. Nhưng mà về cái phần Legendary thì vẫn chưa thấy đâu các bạn ạ. Đây, cái Pokédex của chúng ta nó đã có được cái Season Soul and Seal rồi nè. Úi, Soul and Seal nó có được em Meltan cũng như là Melmetan hả? Mình cứ tưởng con này ở bên Sun and Moon chứ. Ờ, hay vậy chữ các bạn ơi. Bên đây thì mình đã thấy được hai em và cũng như đã bắt được hai em đó rồi. Và tổng số Pokemon của chúng ta đã nâng lên thành 890 rồi đó. Trời ơi, mình sắp hoàn thành 100% Pokédex rồi thì nó lại ra cái gen 8. Thôi xong luôn. Chắc cái series này sẽ kéo rất là dài luôn đó các bạn ơi. Tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi bắt các cái dạng đặc biệt khác của Pokemon. Đó, có tên là Pink Pokemon các bạn ơi. Đó, các Pokemon màu hồng. Đầu tiên sẽ là Viril nè. Tiếp theo sẽ là Butterfree nha. À, các cái con này á, nó sẽ có cái dạng màu hồng và xuất hiện trong tự nhiên nha các bạn. Tiếp theo đó là Venonat cũng như là Venomoth nè. Mid-Revert cũng như là Mid-Magius nha các bạn ơi. Đó, hai con luôn. À da, Mid-Magius này mới đúng nè. Rồi, và cuối cùng là hai em Nidowin cũng như là Nidokin nha các bạn. Đây, đó, tập hôm nay đi bắt hết mấy cái em này luôn nha. Ok, giờ mình lên đường luôn thôi nào. Để mình kiểm tra coi cái em Butterfree đó nó sẽ xuất hiện tại cái vùng nào cái đã. À, nó xuất hiện tại những cái cánh đồng hoa nè, tại cái những khu rừng nữa. Và thời gian xuất hiện của nó là... ôi, vào sáng sớm và buổi sáng các bạn ơi. À, có một em Biril xuất hiện rồi nè. Ôi, hình như cái con Biril này thì nó xuất hiện vào cái lúc hoàng hôn thì phải. Ồ, hay vậy các bạn ơi. Ôi, đúng cái con Biril màu hồng luôn rồi nè. Hên vãi chưởng ạ. À, sẵn tiện thì mình sẽ lấy cái con Charizard ra để mà bay cái đã. Không biết con gì để mà bay được hết nè. Lấy em Charizard cấp thấp ra coi. Hả? Ui, cái em này bị ngất luôn rồi. Mình chưa bôi cái heal cho nó nữa. Ui, đây các bạn ơi. Đây là con Biril màu hồng nè. Đó, nó khác với lại cái con Biril thường. Đây, em Biril màu hồng. Mình sẽ bắt nó luôn bằng lớp bon thử nha. Nói chung các bạn có thể bắt nó luôn bằng quả bon nào cũng được. Nhưng mà sẵn tiện á, lớp bon của mình đang rất là nhiều. Mình cứ xài cho hết luôn đi. Ui, một quả thành công luôn kìa. Ngon lành liền. À, có thêm một con Biril khác kìa. Để mình bay qua bên này mình coi thử. Đây, đây chính là Biril thường nè các bạn ơi. Đó, nó có màu vàng. Màu vàng và sọc đen đó. Rồi, thì mình đã có được cái em Pokemon màu hồng đầu tiên rồi nha các bạn ơi. À, ngon lành liền. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ xuống đây mình kiểm tra nó coi. Em Biril của tôi. Để cất em Charizard này vô mới được. Đây các bạn ơi. Em Biril đó rồi. Biril, nó đây các bạn ơi. Ồ, hai con luôn, một con màu hồng, một con màu vàng. Đó, để mình cho các bạn coi nè. Uầy, nhìn rất là đẹp luôn. Con này, ốp, Terrakion xuất hiện. Ui, và đây rồi, cái em thánh kiếm sĩ thứ tư của mình cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi các bạn ơi. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy luôn em Venusaur ra. Có gì một xíu mình sẽ ru ngủ cho nó nha các bạn ơi. Ôi, hên vãi chưởng hả. Thì cái em Terrakion này nó sẽ xuất hiện tại cái vùng, các cái vùng forest á, vào buổi tối nha. Mình bắt nó nãy giờ đó các bạn ơi, nhưng mà vẫn không được. Trời, nó cũng sáng luôn rồi nè. Trời ơi, con này khá là giống cái con trâu thì vậy. Đây, Terrakion cấp 70 các bạn ơi. Quả đầu tiên vẫn luôn là Whitbon nha. Ờ, cái em này không được các bạn ơi, mình tưởng quả đầu được luôn rồi chứ. Ui, không được rồi, chứ chúng ta phải spawn whip cho nó còn một máu cái đã. Wow, nó đánh cái con scissor của mình đau vãi chưởng hả. Spawn whip phát nữa nè. Ồ, mày quá, nó đã còn một máu rồi kìa. Mình sẽ chuyển qua cái em Venusaur để mà ru ngủ nó nha. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải bắt Pokemon á, phải cẩn thận các bạn ơi. Rồi ngủ cho chắc. Đây, Sleep Powder. Ui, rồi ngủ thành công rồi nè. À, mình sẽ bắt nó luôn bằng cái quả Heavy Ball nha. Hình như đây cũng là một trong các Pokemon hạng nặng thì phải.
Đụm nó luôn. Không được rồi. Mình sẽ cho thêm đâu đó tầm 5 quả Heavy Ball. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua Summer Ball nha các bạn. Heavy Ball tiếp tục. Úi. Ôi, và chỉ 2 quả thôi, 2 quả Heavy Ball thôi. Và chúng ta đã bắt được cái em Torakion rồi. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái bộ tứ đại thánh kiếm sĩ rồi các bạn à. Rất là xịn sò luôn. Ui, để mình cùng kiểm tra nó coi. Em Torakion của mình hấp dẫn thiệt sự các bạn ơi. Ngồi bắt nó nãy giờ đó. Ui, công nhận cái con này nó cứng đầu thiệt sự luôn đó nha. Đâu rồi, Torakion của tôi. Torakion. Cái tên hơi bị khó ghi một xíu các bạn ơi. Đây. Oh. Đây chính là Torakion. Ôi sao nó hơi bị nhỏ như vậy. À, con này kích thước small. Nhưng mà nó được một cái là cộng chỉ số attack các bạn à. Ui, rất là xịn sò luôn nha. Con này thì thuộc hệ giác đấu cũng như là hệ đá. Ui, và nó đã có 3 cái chiêu chuẩn rồi nè. Ui, rất là hay luôn đó các bạn à. Khá là giống cái con trâu hay là cái con bò rừng gì đó các bạn ơi. Khá rất là hung hãn luôn nha. Ok. À, bên này có một em Shiny Kavaha nè các bạn ơi. Đó. Hình như đây là cái con cá hổ thì phải. Ui, Shiny nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bắt nó luôn nè. Con Shiny này thì mình chưa có. Một quả Whipball nha các bạn ơi. Mấy con này thì cứ quăng Whipball thôi. Và thành công liền. Ơi rất là dễ ha. Ôi hấp dẫn chưa. Bên đây có một con Cat Leon nữa nè các bạn ơi. Ôi và đây là Cat Leon thường, không phải là cái dạng đặc biệt của nó. Pokemon bây giờ nó có rất là nhiều dạng luôn. Dạng đặc biệt nữa các bạn ơi. Quá chừng quá đất luôn. Muốn xong cái series này mình nghĩ là chắc cũng hơi lâu đó các bạn ạ. Ui cái Strongler của mình nó đã bị hư hết rồi. Giờ còn 3 cái Whistler thôi. Whistler thì chế tạo nó hơi bị dễ các bạn ơi. Nó dễ hơn Strongler rất là nhiều luôn. Bên đây có một em Venonat nè. Và nó là Venonat thường. Mình cứ tưởng là nó là Venonat màu hồng chứ. Kiếm khó vậy. Và còn một phút nữa thôi, chỗ này sẽ xuất hiện em Tabulu hả? Để mình đi ra gần cái chỗ hồ nước coi. Để thử may mắn thôi các bạn ơi. Mình đang tìm cái em Tabufini. Nhưng mà chỗ này thì không có được rồi. Đó, phải gần những cái hồ nước nha các bạn. Vào buổi trưa đó thì mới có Tabufini lận. Ráng chờ một chút coi thử em gì sẽ xuất hiện đây. Ui, lâu quá vậy. Đây rồi các bạn ơi. Và đây là Tabubulu. Em này mình đã có rồi nè. Trời ơi, ăn rồi cứ xuất hiện hoài vậy. Cái con eo bơm này nó không có tha cho mình. Ai bơm? Dứt mày luôn. Ủa, nó cho mình mấy cái gì lạ quắc vậy? Để mình kiểm tra lại coi. À, đây là những cái lông các bạn ơi. Lông vàng, lông tím và da. Nữa, thêm một con lại thách đấu tôi nữa. Ăn ngày tối cứ đi cà khịa hoài nhen. Trời, flare lit mày luôn nè. Đốt nó liền các bạn ơi. Ủa, cái con Tabubulu này nó ở trên hả? Mình lên mình xử nó mới được. Cho nó chừa cái tật xuất hiện hoài à. Đây các bạn ơi. Ôi ơi, chỗ này nó cũng gần cái hồ nước. Nhưng mà lại không có Tabufini. Xui vãi chưởng à. Chắc tập này có được một em huyền thoại thôi quá. Kiếm em thứ hai mà nó cũng khó nữa. Ồ đây rồi các bạn ơi. Butterfree đã chịu xuất hiện rồi nè. Và hình như đây là Butterfree màu hồng. Ôi ngon vãi chưởng à. Ôi cuối cùng mình cũng đã gặp được nó rồi nè các bạn ơi. Em Butterfree màu hồng. Cái con này nó cũng hơi bị khó phân biệt một tí. Tại vì Butterfree ở cái dạng thường của nó, nó cũng có màu tím tím hồng hồng như thế này nè. Rồi để mình thử bắt nó trước bằng Whipball coi. Ôi con này cấp 50 luôn đó các bạn ơi. Ồ coi bộ khó bắt rồi nha. Whipball không được rồi. Mình lại không có mang cái con Caesar ra nữa. Để mình thử bằng những cái quả ball khác nha. Như là Summer Ball chẳng hạn. Summer Ball này thì còn phải bắt khá là nhiều đây. Và như vậy thì nó rất là tốn ball của mình đó. Ui không được rồi. Không có tác dụng luôn kìa. Mình sẽ chuyển qua cái quả Nest Ball thử nha. Đây cái quả Nest Ball này dùng để bắt các Pokemon hệ bọ đó các bạn ơi.
Cũng khá là hữu ích luôn đó. Ui bắt không được rồi. Ui không được rồi các bạn ơi. Chắc lần này mình run đi. Mình lấy cái MC Gear rồi mình bắt cái đã. Ui bắt như vậy nó hơi bị tốn bọn của mình luôn đó. Đâu rồi, cất cái con nào đó vô đi. Rồi mình lấy scissor ra nha các bạn. Cất Simon vô, lấy scissor ra nè. Đó, bắt cho nó gọn các bạn ơi. Ok, lên đường nào. Cái con Butterfree này nó định tẩu thoát đó các bạn. Tẩu thoát với tôi vậy? Chạy đi đâu nè? Ây da, quăng bon á với mấy cái con Pokemon bay á nó rất là khó chịu các bạn ơi. Nó khó dính vào chưởng hả? Lại cái con Ashes này nó bự quá, mình không có thấy đường. Whip bon nè. Lần này không được thì mình sẽ phone whip nó từ từ thôi. Ôi. Ô, mình tưởng được rồi chứ. Thấy nó lâu lâu nhưng mà không phải các bạn ơi. Vậy thì phone sweep nó thôi. Cho nó còn một máu cho dễ bắt nè. Rồi xong thì chắc chúng ta sẽ dùng cái quả Pokeball thử coi. Mấy cái quả ball này mình nhiều mà. Xài thử anh em ạ. À. Cái dùng Tamagotchi hoài nó bị tốn phải chưởng luôn á. Ui. Thử luôn cái quả Nest Ball này coi. Bắt Pokemon hệ bọ nè. Ui nó lâu lâu. Ui nhưng mà không được rồi. Xui vậy. Mình sẽ chuyển qua cái quả bon khác luôn. Nest bon tiếp tục. Hai quả rồi đó. Lần này thì chui vô đi chứ. Ui không được các bạn à. Nó khó nha. Mình còn cái quả bon nào nữa không ta? Đây, quả Nest bon. Mình như cái quả này thì tác dụng của nó khá là thấp đó các bạn ơi. Nói chung những cái quả này ít người xài lắm. À, không được là cái chắc rồi nè. Thôi chắc lần này mình dùng luôn Summer Ball vậy. Loay hay với những cái quả Ball kia hoài à. Nãy giờ tốn rất là nhiều Ball của tôi rồi đó. Ui không được luôn. Wow. Đúng là Pokemon cấp 50 các bạn ơi. Bắt nó khó vãi chưởng hả à. Cho mày cái quả Summer Ball thứ hai nè. Coi mình có chịu vô không nha. Ơi. Lần này thì nó biết nghe lời đó các bạn ơi. À, thế là mình đã có được hai em Pokemon màu hồng rồi đó. Ui bên đây còn có thêm một cái con Butterfree nào đó nữa nè. Ô Butterfree cũng màu hồng luôn nè các bạn. Ô. Ui ngon vậy. Đây nè các bạn ơi. Để mình bay theo nó mới được. Ủa nó ở đâu rồi? À nó đang quẹo đường. Tính chạy trốn hả? Chạy trốn với tôi nè. Chuyển qua Caesar liền các bạn ơi. À, hên quá gặp được hai em luôn. Hồi nãy một em bây giờ một em nữa. Rồi quả đầu tiên sẽ là Whipple nha. Đó, Butterfree. Và úi không thành công các bạn ơi. Hơi khó. Vậy thì mình sẽ phone sweep đi. Rồi bắt nó luôn bằng Summer Ball nha. Lần này mình không có lãng phí mấy cái quả Ball nữa đâu. Đây lụm mày lẹ luôn bằng Summer Ball nè. Con này cấp 50 luôn các bạn ơi. Bắt khó kinh khủng. Ồ các bạn thấy chưa. Cái độ khó vãi chưởng à. Thêm một quả nữa nè. Đó cho nó tỷ lệ lên 1.3 đó. Nói chung cứ một lần quăng Summer Ball các bạn sẽ nhân được. Các bạn sẽ được cộng 0.3 tỷ lệ nha. Đó. Đây đây là cái quả 1.6 nè. Trời ơi. Coi nó có còn cứng đầu nữa không nha các bạn. Và yes. Chỉ 1.6 thôi mà chúng ta đã bắt được nó rồi. Nói chung cũng khá là tốn đó bạn ơi. Thế là đã có được hai em Pokemon màu hồng rồi đó. Butterfree cũng như là Biriu. Phía bên này còn con nào nữa không ta? Ủa, có con Venomoth nữa các bạn ơi. À, ui Venomoth màu hồng luôn kìa. Ui, ngon vãi chưởng. Sáng đi mình bắt nó luôn nha. Ui không ngờ các bạn ơi. Venomoth màu hồng nè. Ui con này cũng cấp 50. Ui sao mấy con này. Ui hai con màu hồng luôn các bạn ơi. Wow. Hai con màu hồng và một con Venomoth thường. Wow. Công nhận mình gặp tụi nó cũng khá là dễ chứ bộ.
Rồi, không được rồi, mình sẽ phone whip và dùng cái quả Time Bomb nha các bạn ơi. Đối với mấy em cấp cao như thế này á, thì Whip Bomb á, nó có vẻ là không có tác dụng nhiều cho lắm ha. Đây, lần này thì như thế nào đây? Ui, không được rồi, khó bắt quá nhanh. Làm thêm một phát Time Bomb nữa coi. Con kia nó làm mình bị tê liệt thì phải. quả thứ hai đã thành công luôn rồi các bạn ơi. Thế là chúng ta đã có được ba em Pokemon màu hồng rồi đó. Xịn vãi chưởng à. Đây rồi, Venomoth. Ui, không ngờ có Venomoth mà không có Venonat các bạn ạ. Mình đang thử đảo một vòng bằng cái cánh coi các bạn ơi. Trời ơi, bay bằng cái cánh nó đã thiệt sự luôn. Mình đang kiếm những cái em Nidoking cũng như là Nidowin đó. Tụi nó sẽ xuất hiện tại những cái vùng Savanna vào buổi trưa nha các bạn. Trưa và hoàng hôn thì phải. Ồ, nói chung là tỷ lệ cũng khá là khó đây. À, có con boss nè. Cái gì vậy? Cái gì mà chặn đầu tôi vậy? Đây các bạn ơi, có con Wishiwashi. À, con này thì mấy cái tập trước mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Nó có một cái dạng đi học đó. Wishiwashi Schooling đó các bạn ơi. Khá là xịn sò luôn. Đây, em nó đây nè. Nhìn nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà để mình thách đấu nó cho các bạn coi nha. Nhìn nhỏ vậy thôi, nhưng mà nó có vỏ đó. Ui, ui, chạy đi đâu vậy? Ui, đứng lại. Ui, các bạn thấy chưa? Nó hóa bự vẻ trưởng hả? Ồ, đây chính là cái dạng schooling của Wishiwashi đó. À, nó ngậm củ tỏi rồi. Con này thì khá là yếu ha. Nhưng mà được cái nó hầm hố các bạn ơi. Ở nhà là con ngon trò giỏi, nhưng mà đến trường thì là đầu gấu. Rồi, mình tạm treo máy một xíu coi. Coi cái tụi chi nó có xuất hiện nha các bạn ơi. Hey, nó khó thiệt sự luôn đó. Nghĩ sao mà cái con Nidowin với lại Nidoking mà xuất hiện trong tự nhiên nữa. Ui, đây rồi nè các bạn. Ôi, mấy con này nó lên vãi chưởng à. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi, sao mấy con này nó vừa xuất hiện thì trời nó cũng tối luôn vậy. Ôi, trời mưa thì phải chứ không phải trời tối đâu bạn ơi. Ôi, nó lên thiệt sự luôn. Mây mù kéo đến các bạn ơi. Ôi, và hình như nó là Nidoking màu hồng luôn rồi kìa. Ồ, ngon lành. Mình lại không có đây một cái mon bay nào cả. Chắc mình phải loại bộ lên thôi các bạn ơi. Ý da cái con rắn này, đi chỗ khác coi. Mình sẽ lấy cái con Charizard ra nha các bạn ơi. Charizard của mình cũng như là Caesar nữa. Trời ơi, lấy hai em ra nè. Tại vì hình như level của con Nidoking này nó cũng khá là cao đó. Ồ, màu hồng nữa các bạn ơi, hên vãi chưởng hả. Em nó đây nè. Xịn chưa, cấp 50 luôn. Ui, sao nãy giờ toàn là Pokemon cấp 50 xuất hiện không vậy? Khó thiệt sự luôn. Rồi, thử cái quả Whip Bomb trước nha các bạn ơi. Whip Bomb không thành công rồi nè. Ồ, khó nhen. Mình sẽ phone whip cho nó còn một máu trước đi. Đó, nó đã còn một máu rồi. Hay là mình ru ngủ nó luôn ta? Bắt nó luôn đi. Bằng Heavy Bomb thử nè. Chắc nó cũng là Pokemon hạng nặng đó. Thử phát coi các bạn ơi. Heavy Burn. Ui, không được rồi. Nó đánh lại mình kìa. Để mình cho nó thêm mấy quả Time Bomb đi, cho nó biết điều các bạn ơi. Hầu hết cái Pokemon mình bắt á, nó đều khá là sợ Time Bomb đó các bạn ơi. Tại vì cái quả này á, nó cũng rất là dễ để mà thu phục Pokemon đó. Chuyển qua Venusaur để mà ru ngủ đi. Trời ơi, tính không ru ngủ nhưng mà bị ép buộc rồi các bạn ơi. Tamabon, thử quả nữa coi. Không được là tôi ru ngủ nó luôn đó. Ui, nó sợ quá, nó vô luôn rồi kìa các bạn ơi. Xịn vãi chưởng à. Thế là chúng ta đã có thêm một em Pokemon màu hồng nữa rồi, đó chính là Nidoking nha. Ồ, để mình coi Nidowin nó sẽ xuất hiện tại cái vùng nào đây. Tại Savanna, cũng vào buổi trưa và cũng vào lúc hoàng hôn luôn. Bộ này khá là giống nhau các bạn ơi. À, ngon chưa, ngon lành liền. Để mình lấy Crouton ra tắt mưa cái đã. Trời, nó âm u quá à. Tự nhiên con Nidoking này xuất hiện á, mây mù kéo tới luôn kìa. Rồi, tắt mưa cái coi. À, trời, nó trong lành lại ngay. Rồi, tôi đã thu phục được yêu quái rồi đó. Giờ để mình lấy cái đội hình thích hợp ra cái đã. Lấy Azil nè, cũng như là UC ra nha các bạn ơi. Để luyện cấp cho hai cái em này nữa.
Đây rồi các bạn ơi, Venonat lại tiếp tục xuất hiện nè. Ôi nhưng mà lại là Venonat thường. Dứt mày luôn nha con. Cái con Celestia nó bự vậy chưởng ạ. Chúng ta gặp một cái em boss gì nè các bạn ơi. Đây là Roly Coly. Hình như đây là Pokemon của gen thứ 8 thì phải. Hiện tại thì mình sẽ chưa bắt mấy cái em Pokemon này đâu nha các bạn ơi. Và đây là con boss mà, nên chúng ta đâu có bắt được đâu. Ôi đây nè các bạn ơi, nhìn lạ vãi chưởng ha. Roly Coly. Nhìn nó đang thui à, con này là cục than hả? Nó cho mình than nè, lửa cũng như là bong bóng. Ui, cũng khá là xịn sò đó. Thôi, mình lại tiếp tục đi bắt Venonat nữa thôi các bạn ơi. Vẫn là Venonat màu tím. Venonat màu hồng công nhận nó khó xuất hiện thiệt sự luôn đó. Thì mấy con Venonat này nó sẽ xuất hiện tại cái vùng đầm lầy nè, cũng như là cái vùng rừng rậm nha các bạn. Đó, jungle cũng như là swampland. Vào buổi tối. Đó, hình như buổi sáng nó cũng xuất hiện nữa thì phải. Đây, Venonat không nè. Tụi này á, thì cái tỷ lệ xuất hiện nó rất là phổ biến luôn. Nhưng mà mình lại không có may mắn để mà gặp cái con pin Venonat các bạn ơi. Venonat màu hồng á, nó khó thiệt sự ha. Xuất hiện nhiều nhưng mà tỷ lệ xuất hiện cái con đặc biệt thì lại hiếm. Đâu như mấy con hồi nãy đâu. Đây nè các bạn ơi, trên đây lại có một con nữa nè. Chúng ta sẽ cùng lên kiểm tra coi. Đây là Venonat màu gì nha. Đâu rồi? Ui đây các bạn ơi, đây là Venonat thường rồi. Xui vãi chưởng à. Công nhận cái em Venonat kia nó khó thiệt sự ha. Để mình tìm vòng vòng thử coi bạn ơi. Vẫn tiếp tục xuất hiện nữa nè. Ui lại là con thường nữa. Cái con thường xuất hiện hoài luôn á. Dứt mày luôn nè, cho mày trừ cái tật xuất hiện nha. Chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi nha các bạn ơi. Ôi, bên đây có một em Pokemon của Gen 8 nè. Đây là con Đúp Quân nha. Ồ, đây là cái con dê hả? Con dê hay là cái con cừu vậy? Nhìn nó lai lai nhau quá à. Nãy giờ mình đi kiếm mấy cái con Pokemon màu hồng á. Nhưng mà tụi nó khó xuất hiện quá các bạn ơi. Còn xuất hiện cái dạng bình thường không à. Nói chung thì video này cũng khá là may mắn rồi. Mình đã bắt được Terrakion. Đây, em nó đây. Con trâu rừng chính hiệu các bạn ơi. Rất là sung luôn. Tuy kích thước nó là kích thước nhỏ thôi. Và mình cũng đã học các chiêu chuẩn cho nó rồi nè. Đó, mình đã học sắc resort cho nó. Con này thì rất là may mắn. Tại vì nó cộng cái chỉ số attack các bạn ơi. Đó, con này nó dùng attack mà. Đó, cởi cũng được nhưng mà đi rất khá là chậm nè. Rồi, cuối cùng thì cũng xong được cái bộ tứ thánh kiếm sĩ nha các bạn ơi. Đây, kẹo dẻo, Cobalion, Virizion và Terrakion nha. Đây, quay mặt về đây mấy đứa ơi. Quay đi đâu vậy? Quay mông vô đây làm cái gì không biết nữa. Ôi ơi, cái con kẹo dẻo. Ôi, nhìn nó sung với chưởng các bạn à. Ôi ôi, mới có nói nó một xíu thôi, nó đã dán cái kiếm xuống rồi kìa. Sung kinh khủng. Đó, chúng ta đã xong được tứ đại thánh kiếm sĩ rồi. Bây giờ thì đến mấy cái con Pokemon màu hồng mà mình đã bắt được trong tập ngày hôm nay nha. Đó chính là Beareal nè. À, Beareal của chúng ta. Và tiếp theo là Butterfree nha các bạn. Rồi, Butterfree nãy mình có bắt được hai con luôn. Cũng xịn sò đó. Đây, trước tiên là Beareal nè. Ồ, nhìn nẻm màu hồng các bạn ơi. Cũng màu hồng và cái sọc màu đen hả? Con này nó hồng hết cơ thể luôn các bạn ơi. Có điều cái cánh thì nó không có màu hồng được thôi. Và đây là Butterfree. Đó các bạn nhìn nè, nó cũng na ná nhau ha. May là cái con màu hồng thì nó sáng sáng hơn đó. Cái con kia thì màu nó sẫm hơn các bạn ơi. Nó khép cánh lại nè, rất là xịn luôn. Để mình thử cho Beareal hồng nó tiến hóa Mega thử coi nha. Đó, coi nó có giữ cái dạng này luôn không ta. Đây các bạn ơi, Beareal hồng Mega. Chúng ta sẽ cùng coi nào. Ui, nó vẫn là cái con Mega Beareal màu hồng luôn các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Ui, con mắt nó cũng màu hồng luôn kìa. Mà màu hồng nó đậm hơn thì phải. Wow. Ui, đã mất tiêu rồi. Đây các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nè. Quá xịn nha. Tiếp theo sẽ là hai em
màu hồng nữa, đó chính là Venomoth và Nidoking nha. Nidoking và Venonat á thì mình tìm không thấy. Cái còn hai con Mid-Reverse và Mid-Magius thì cũng vậy luôn đó các bạn ơi. Đầu tiên là Venomoth nè. Ồ, cái con màu hồng này kích thước nhỏ thì phải. Nhỏ xíu à nè. Ôi nhìn đẹp vẻ chưởng ha. Ồ, cái con mắt nó cũng màu hồng luôn các bạn ơi, hồng trắng. Đẹp ha. Ui màu siêu đẹp luôn đó các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là Nidoking nha. Đây, em Nidoking màu hồng. Trời ơi. Vu màu hồng nữa các bạn ơi, chán đi chứ. Trời ơi, cái con này nó bóng lộ ra luôn rồi nè. Màu hồng luôn, còn gì để nói nữa. Nói tóm lại, tập hôm nay có được tứ thánh kiếm sĩ là quá là may mắn rồi các bạn ơi. Còn về phần các Pokemon màu hồng á, chúng ta mới chỉ gặp được nhiêu đó thôi, chứ mấy con còn lại thì nó hơi bị hiếm các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.